David com xin chào bạn. Trong video này, Sốc tiếp tục gửi những chiếc xe đạp cho các bạn trên toàn quốc đã đến với Sốc mua xe đạp thể thao này. Và đây là hai mẫu xe nguồn cháy hàng và ống quạt hàng đã về. Sốc cũng làm một thông báo nhỏ để thông báo cho các bạn là xe đã về. Và ngay sáng nay có anh Nhất, bạn Nhất ở Hà Tiên, Kiên Giang đã liên hệ với Sốc qua Zalo số điện thoại 0983315936 để hỏi về vài mẫu xe. Và bạn nhanh chóng chốt mẫu xe Line Super 33 và được ngay màu đen xanh lá rất nhanh. Và tất cả các bạn là khách hàng ở miền Nam thì đến với Sốc mua xe rất là đơn giản, dễ dàng, nhanh, gọn nhẹ và nhanh. Và mẫu xe đạp mua Super 33 này thì Sốc bán rất là nhiều và luôn trong tình trạng cháy hàng. Và hôm qua thì hàng đã về đầy đủ màu và nhé. Thì có màu đen đỏ, đen xanh, đen xanh lá và đen ghi hay đen trắng. Xe rất đẹp, xe full nhôm và giá cực êm luôn. Và nhân tiện kiểm tra xe cho bạn Nhất ở Hà Tiên, Kiên Giang thì Sốc cũng sẽ kiểm tra đi sơ bộ. Và bạn muốn xem chi tiết chiếc xe đạp Super 33 này có thể truy cập theo đường link ở dưới phần mô tả video. Sốc cũng đã làm review soi cận cảnh chi tiết, hoặc xem chi tiết hơn thì truy cập trong web xe đạp thể thao vin.com tìm với tên 33 là cũng ra bạn nhé. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vin.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Xe này thì thiết kế phun nhôm, càng nhôm, tay lái cọc in nhôm, đùi đĩa nhôm của hãng Rovio, vành nhôm hai lớp cao 4cm, chạy lốp Kenda 700x23 và đặc biệt sử dụng lốp đồ Shimano 21 tốc độ. Xin lỗi bạn, 14 tốc độ bởi vì chạy 2 đĩa và 7 lít bạn nhé. 2 đĩa 7 lít, 14 tốc độ, có phanh phụ. Xe này thì đi rất là nhẹ nhàng và đẹp. Đi thì chạy toàn bộ một phút đi bậc đạn bạn nhé. Đây, đi toàn bộ bậc đạn này. Còn đây là chiếc R9 là của chú Long, đã được anh Bình, con trai của chú mua tặng cho ba của mình quê ở Trà Vinh. Và anh Long thì đang công tác ở trên thành phố Hồ Chí Minh, đã chuyển tiền cho Sốc 100% để khi Sốc giao hàng cho ba của anh Bình thì ba của anh Bình chỉ được nhận xe thôi. Đây là một món quà sức khỏe đầy ý nghĩa, và đặc biệt đây là một mẫu xe rất là đẳng cấp, dành là một món quà dành tặng cho ba của mình ý nghĩa luôn. Đối với Line R9, đây là một mẫu xe touring, xe nhôm tuyệt đẹp, mang phong cách hoài cổ rất là sang trọng, xe nhôm. Và bạn muốn xem chi tiết xe đạp này có thể truy cập trang web xe đạp thể thao vin.com. Và bạn đang cần tìm mua xe thì đến với Sốc xe đạp thể thao vin.com, bởi Sốc đang bán đầy đủ tất cả các chủng loại xe, từ xe mua định hình, hybrid, touring, xe gấp, xe đường trường, xe du lịch, không thiếu một chủng loại nào. Và đến với Sốc bạn có nhiều sự lựa chọn và mua cho mình được chiếc xe đạp như ý rất là dễ dàng, nhanh chóng. Còn bây giờ hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.